Quý vị có nghe gì về thống đốc Newsom California không? Đã lâu lắm rồi tôi không xem. Có tiến triển mới nào về ông không? Dạ không thưa sư phụ, người ta vẫn chưa đuổi ông ra chứ. Họ không nên. Điều đó sẽ có hại và không công bằng, bất công. Chúng ta không còn nghe nhiều nữa và không còn nhiều ồn ào về ông nữa. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp cho ông, giống như ông Cuomo của New York. Nếu quý vị tìm được bất cứ tin gì, hãy gọi cho tôi biết nha. Và nhân tiện, tôi đọc thấy Thượng nghị sĩ Cộng hòa Renfrow đã nhận được nhiều đe dọa giết ông bởi vì ông chỉ trích bác sĩ Fauci. Ông Fauci không phải là người duy nhất, nhưng ông có lẽ kiên quyết hơn. Nếu bác sĩ Fauci không có gì để che giấu, đã không làm gì sai, thì tại sao lại có người muốn giết hoặc đe dọa người nào đó để bịt miệng họ? Cho dù ông ấy phạm một sai lầm, hoặc nói điều gì đó ngược lại, hoặc đổi ý hoài về phương pháp điều trị, hoặc biện pháp phòng ngừa COVID-19, thì mọi người biết rồi. Vậy điều đó không đáng phải gửi nhiều lá thư hoặc đe dọa giết ông ấy và gia đình ông ấy và gửi một phong bì chứa bột độc hoặc đại khái vậy. Vì vậy, tôi không biết gì về có gì đó mờ ám đang xảy ra. Có lẽ họ mới phát hiện nhiều điều về điện thư của ông ấy. Những điện thư đã được tiết lộ và người ta không được vui lắm. Họ muốn ông ấy từ chức. Nhưng nếu chỉ vì điều đó thì không cần phải đe dọa người ta, dọa giết chết nữa chứ. Vì vậy tôi không biết điều gì đang xảy ra với họ. Chắc hẳn có gì đó nghiêm trọng hơn vậy. Vấn đề là người ta nói rằng ông ấy dùng tiền thuế để trả cho phòng thí nghiệm Vũ Hán để điều khiển sự đột biến của COVID-19 này để làm cho chết người nhiều hơn so với mức độ hiện nay. Dạ thưa sư phụ, đó là lý do người ta muốn ông ấy từ chức. Nhưng thôi kệ, luật pháp sẽ lo liệu mấy việc này, hy vọng vậy. Chúng ta không có gì nhiều để nói, chỉ là ông ấy cứ đổi ý hoài, khiến mọi người hoang mang. Dạ, thưa sư phụ, bởi vì ông ấy khuyên công khai, tôi nghĩ trên CNN hay gì đó, rằng người ta không cần đeo khẩu trang. Nó chỉ là vi trùng và chúng ta nên lo lắng hơn về bệnh cúm. Và rồi nhiều người tin ông, bởi vì ông là bác sĩ hàng đầu, phục vụ nhiều đời tổng thống, luôn luôn ở cùng một địa vị và được tôn trọng, được tin cậy. Vì vậy, khi chính phủ nói vui lòng đeo khẩu trang, thì người ta xuống đường biểu tình, phản kháng và gây rất nhiều rắc rối và cướp bóc này nọ cùng với rắc rối khác và đốt cháy các thị trấn và những chuyện như vậy. Điều đó không tốt chút nào. Nói kiểu này rồi lại nói kiểu khác, khiến người ta hoang mang và khiến người dân chống lại chính phủ. Và rồi vì điều đó họ phải vào tù và đảng viên phải dùng nhiều tiền thuế của người dân hơn để bảo lãnh họ ra ngoài. Những đảng viên đảng Dân Chủ bảo lãnh họ bằng rất nhiều tiền, có lẽ từ tiền quyên góp bầu cử hoặc bất cứ tiền gì. Thành ra người dân phẫn nộ. Dù sao chỉ muốn nói với quý vị về những điều đó. Cảm ơn sư phụ. Để quý vị biết có lẽ công việc của quý vị đạt một số thành quả. Không quan trọng nếu không có thành quả. Ít ra chúng ta cố gắng hết sức mình. Giá trị của bất kỳ công việc nào không đo lường bằng sự thành công, mà đo lường bằng nỗ lực, sự chân thành, chân thật của mình, mong muốn làm thật tốt vì mục đích cao cả. Nên không quan trọng nếu chúng ta không có công trạng nào về điều đó. Nhưng tôi thấy có vẻ rõ ràng, như lần rồi tôi đã nói với quý vị về Israel và Palestine. Rất tốt là thế giới có lẽ đang trở nên trật tự hơn một chút, giác ngộ hơn, có lương tâm hơn. Dạ, thưa sư phụ, có gì quý vị muốn nói với tôi về mọi điều này không? Chỉ là vấn đề này thôi, hôm nay không trả lời mấy câu hỏi khác, không phải lúc để tôi trả lời.
mấy câu hỏi kia. Có nhận xét nào hay câu hỏi nào về vấn đề này không? Cũng tốt là giáo hội đang làm vài điều nhỏ, tuy nhiên chúng con đồng ý rằng chắc chắn là không đủ, bởi vì như sư phụ nói, đây thật sự là hành vi không thể chấp nhận được từ các nhóm có thế lực này của giáo hội mà thế giới tôn trọng và kính nể, những người có thế lực nhất. Dạ, và có lẽ họ đang bám lấy loại thế lực đó, như thế là quá sai trái. Và vấn đề này cần phải chấm dứt. Có lẽ anh nói đúng, phải bám vào quyền lực đó, đó là lý do. Không phải chỉ danh tiếng thôi mà chế ngự, quyền lực chế ngự. Họ có quyền lực hơn tổng thống, vua và hoàng hậu, tất cả phải đi quỳ lại họ. Nếu muốn có nhiều phiếu bầu hơn, hoặc muốn được công nhận nhiều hơn vì quyền lực dân chủ hoặc vì quyền lực chính trị, tất cả phải đi quỳ lại họ. Trước đây, nếu nhà vua được lên ngôi, luôn luôn là linh mục làm việc đó. Dạ, thưa sư phụ, có lẽ đó là lý do. Nhưng càng có nhiều quyền lực, quý vị càng phải khiêm nhường và làm theo lẽ phải. Đặc biệt, nếu là tôi tớ của Thượng Đế, quý vị không thể làm mọi điều này. Thật quá tà ác, đi ngược lại với Thượng Đế. Đó thật sự là bộ hạ của quỷ Satan. Ai phụng sự Thượng Đế mà lại làm điều này? Áp bức, quấy rối và giết người hoặc lạm dụng các em nhỏ, trẻ em bất lực. Dạ, thưa sư phụ, thậm chí không có đủ sức hoặc sự hiểu biết của người lớn để nói đồng ý hay không. Ngay cả vậy, họ thậm chí không hỏi các em. Quý vị hiểu tôi nói gì chứ? Không phải giữa hai người lớn đồng ý với nhau. Đây là các em nhỏ không biết gì cả và chỉ lạm dụng các em như thế đó. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi, tôi chỉ có thể nói xin Thượng Đế giúp chúng con. Xin giúp. Ngài không thể để vấn đề này tiếp tục lại Chúa trong nhà của Ngài, làm ô uế nhà của Ngài tới mức bẩn thỉu tột cùng này. Trời ơi, ngay cả người bình thường, người tại gia bên ngoài, họ còn thành thật hơn, đáng kính hơn, đứng đắn hơn thế này. Tôi không còn lời nào để diễn tả nữa. Lòng tôi quá sức tràn đầy nỗi thống khổ cho các em, cho trẻ em, bởi vì tôi có thể tưởng tượng các em cảm thấy thế nào. Tưởng tượng nếu đó là quý vị thì quý vị biết ngay, phải không? Và chỉ mới 13 tuổi. Vâng, thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Phải, một em nhỏ. Dạ phải. Trời ơi, không thể chấp nhận được. Vì như vậy, bất cứ kẻ biến thái nào chỉ cần nhảy vào nhà thờ, trở thành linh mục, để họ có thể hưởng tất cả đặc quyền này và lạm dụng mà không chịu hậu quả nào, vượt trên luật pháp. Quý vị hiểu tôi nói gì không? Thậm chí vượt trên cả tổng thống, ví dụ như tổng thống Clinton. Ông ấy đã ngoại tình, có lẽ. Tôi không biết, tôi không có ở đó. Giả sử ông đã ngoại tình với một cô gái trưởng thành, 24 tuổi rồi. Dạ, thưa sư phụ, với sự đồng ý người lớn, và họ lôi ông ra tòa, hạ thấp ông, và rồi còn tiếp tục cho đến tận ngày nay. Thôi, khi vẫn nói về điều đó, vì lý do chính trị hoặc bất cứ lý do gì, còn những kẻ gọi là linh mục tà ác này, họ làm quá nhiều điều ác và không ai làm gì cả. Quý vị thấy không? Dạ thấy, thưa sư phụ, thậm chí không đưa ra tòa. Trời ơi! Và mọi người chấp nhận điều này sao? Rồi giáo hội sẽ bị hủy hoại. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì tất cả những kẻ biến thái sẽ đi vào giáo hội, học thuộc lòng kinh thánh, hoặc học cách giảng đạo, và làm lễ, và hưởng thụ tất cả những hành động tà ác ô uế này mà không chịu hình phạt nào bao giờ. Hiểu tôi nói không? Dạ hiểu, thưa sư phụ. Rồi, không thể cứu giáo hội được nữa. Nếu giáo hội không làm gì cả bây giờ, thì giáo hội sẽ đầy rẫy những loại người biến thái này, hoặc có lẽ những kẻ ấu dâm, bởi vì quá dễ dàng. Nếu là linh mục, quý vị trên cả luật pháp, trên cả tổng thống, trên vua, trên hoàng hậu, trên hoàng tử, trên tất cả mọi người, người có quyền lực nhất trên thế giới, thì có thể làm mọi điều tà ác
Và đây là bộ hạ của quỷ Satan, không phải tôi tớ của Thượng Đế. Quý vị có thấy rõ hay không? Nếu không ai thấy điều này thì tất cả họ đều mù, điếc, câm. Hoặc có lẽ họ thấy, nhưng họ cùng là đồng phạm, cùng dựa vào nhau hưởng lợi. Đó là lý do. Dạ phải. Có thể được lợi cho việc bỏ phiếu, và người kia được lợi cho, tôi không biết, có nhiều quyền lực hơn. Phải danh tiếng để họ có nhiều quyền lực hơn. Họ có thể kiểm soát, và rồi kinh doanh tốt hơn, hoặc bất cứ gì. Có lẽ tất cả họ thông đồng với nhau. Bất cứ ai ủng hộ vấn đề này hoặc không làm gì cả, hoặc nhắm mắt làm ngơ. Tất cả họ có cùng mục đích với nhau. Tất cả họ thông đồng với nhau. Quý vị hiểu tôi nói gì chứ? Tôi không sợ khi nói ra điều đó. Cho dù sợ, tôi vẫn nói ra.